Xin chào ông bà cô chú ơi. Con nói xin chào ông bà cô chú. Chị nói. Xin chào ông bà cô chú. Cái gì vậy? Mới sáng mà la dữ vậy. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay Tony đã đi công tác rồi mọi người, cho nên là hai mẹ con sẽ tự đi học. Đã đi làm. Đã đi làm đúng rồi, nhưng mà mẹ đang nói chuyện, con phải đợi cho mẹ nói xong rồi con mới được nói nha. Nín. Sáng nay Tony đi công tác rồi cho nên là hai mẹ con tự đi học cô chú. Nhưng mà sáng nay mình cũng đi học nữa, cho nên là đi taxi, đón taxi rồi chở Chi đi học trước, xong rồi mình sẽ đi sau. Bây giờ thì cùng đi nha. Mình đã book từ hôm qua rồi, nhưng mà thường taxi đến trễ lắm, không có đúng giờ mọi người. Ơi, gì vậy? Đã lên taxi rồi nè cô chú. Hai mọi người, bây giờ mình đã học xong rồi. Là phía trường của mình nè. Mình đã học xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ở gần cái chỗ trường mình thì có kiểu như là cái trung tâm mua sắm ở đây đó. Có rất là nhiều shop, quán cà phê, quán ăn. Thì bây giờ mình sẽ đi uống cà phê, ăn trưa rồi sẽ đi dạo trong chợ mua một ít đồ nha mọi người. Mình đang ở trong một cái cửa hàng nè các bạn. Đây là cái cửa hàng bán đồ gia dụng đó mọi người. Cửa hàng này rất là lớn, bán đồ gia dụng và bây giờ thì cũng có bán rất là nhiều đồ trang trí Giáng sinh đó. Mình sẽ tìm xem có cái gì để mua về làm trang trí cho mùa Giáng sinh không nha mọi người. Bây giờ vô đây hơi nóng rồi. Đi dạo ở trong cái shop nhưng mà đói bụng quá trời đói bụng, cần 1 giờ rồi các bạn. Cho nên là mình đã order đồ ăn sáng với lại một ly trà. Mình gọi cái phần khoai tây này giống như là nguyên một củ khoai tây, xong rồi người ta nướng lên, người ta để bơ vô đó các bạn. Và có một ít salad và trà. Khoai tây xong rồi người ta sẽ chẻ ra, người ta nướng cho chín, xong rồi sẽ để phô mai lên. Cái món khoai tây này có thể làm được nhiều món đó các bạn. Có thể cho bơ, hoặc là phô mai, hoặc là thịt xông khói. Hoặc là mình làm xong rồi mình ăn với cái cá ngừ hộp đó các bạn. Đã ăn xong rồi, bây giờ sẽ đi shopping cho mọi người. Đây mình thấy có mấy cái tủ này xinh quá nè mọi người. Khi nào mà đi với Tony thì mới mua được trở về, chứ bây giờ đi xe buýt thì sách về nó nặng dữ lắm. Mấy cái này có thể đồ trang, để đồ trang điểm hay là để vớ, để gì đó. Có những cái cà rất là lớn nè mọi người. Đây là những cái túi quà. Khi mà mình tặng quà Giáng sinh á, mình có thể mua những cái túi này đựng vô nè các bạn. Mấy cái túi này cũng rẻ chứ không có mắc. Cái túi lớn thì khoảng 50-60 ngàn gì đó. Cái túi nhỏ thì 30-40. Mà tính ra tiền Việt Nam mình cũng mắc nha mọi người. Đây là có những cái mấy cái hình Giáng sinh nè. Đây là những cái vòng treo cửa hoặc là treo ngay chỗ treo ở trong nhà hoặc là chỗ lò sưởi đó mọi người, cũng rất là đẹp. Những cái dây này mình mua mình có thể trang trí để cho nó nằm lên trên cái lò sưởi của mình đó. Hoặc là treo ở trên những cái nóc tủ hay là kệ tủ gì đó cũng đẹp lắm. Bên đây có thêm rất là nhiều vòng nữa nè mọi người. Không, cái hình ngôi sao này xinh quá nè.
Mình mua thêm một ít màu này về để vẽ nè các bạn. Mình mới bắt đầu học vẽ. Kim đã mua xong rồi đó các bạn, bây giờ thì sẽ đi ra tính tiền và đi về mọi người. Kim sẽ trồng một ít cây sen đá để trong nhà mọi người, tại vì mùa đông thì ở ngoài sẽ không có trồng được cây hoa gì hết á. Cái cây này là cây chuỗi ngọc nè, chuỗi ngọc này mình ươm từ lá từ năm ngoái đó, năm nay nó đã lên được bao nhiêu đây rồi nè mọi người. Mai mốt nó sẽ dài xuống luôn. Nó có những cái hạt nó giống như là chuỗi ngọc á, rất là đẹp. Thì Chi không có đi học cô chú. Bây giờ mình sẽ làm đồ ăn sáng cho Chi. Nếu mà ngày nào Chi đi học thì Chi sẽ ăn sáng tại trường luôn. Hôm nay thì Kim sẽ làm trứng luộc cho Chi ăn cùng với bánh mì nướng. Ăn đơn giản như vậy thôi mọi người.
I got the paper paper. Got white paper already. Ủa, cái này có ra màu rồi mà. The yellow. I told you. The same yellow. The same yellow mà. I want the blue. I want the blue. That's the dark blue. That's the bright blue. That's the rainbow color. Rồi gì nữa? Green nha. I want that. Mới khơi hả bếp bịt xuống. Cái thịt gà. Đã bắt đầu vào mùa đông rồi các bạn, bây giờ tuyết đã rơi rồi.
Xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.